Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Thưa quý vị, báo Tin Tức loan tin chiều ngày 28 tháng 3 2019 trong cuộc họp báo thường kỳ, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã nói rằng Cộng sản Việt Nam yêu cầu phía Trung Cộng chấm dứt các cuộc diễn tập bắn đạn thật ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ ngày 22 đến 24 tháng 3 năm 2019. Ngoài ra, thì Trung Cộng còn có kế hoạch xây dựng các đảo Phú Lâm, đảo Cây, đảo Duy Mộng thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trở thành thành phố căn cứ dịch vụ hậu cần chiến lược quan trọng của Trung Cộng. Ngoài yêu cầu Trung Cộng chấm dứt bằng lời lẽ tuyên bố suông sau những hành động thực tế của nước này, bà Hằng còn nói rằng Trung Cộng không nên để tái diễn các hoạt động tương tự, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bà cũng nói rằng Trung Cộng cũng không nên có hoạt động gia tăng căng thẳng, làm phức tạp tình hình ở khu vực. Lần này, Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam cũng đã có thêm chút dũng khí là gặp và trao công hàm phản đối Trung Cộng về những sự việc trên. Không chỉ phản ứng bằng lời lẽ qua loa về việc Trung Cộng xâm hại nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, bà Thu Hằng bày tỏ quan điểm trước việc ông Donald Trump đã ký sắc lệnh công nhận cao nguyên Golan Heights là của Israel. Bà kêu gọi các bên hành động phù hợp với các nghị quyết liên quan của Liên Hiệp Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết các bất đồng bằng đối thoại. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.